Nga đang thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ với các vùng lãnh thổ Palestine khi đầu tư 30 triệu đô la vào dự án công trình ở thành phố bờ Tây Bethlehem. Các nhà đầu tư tư nhân Nga có kế hoạch xây dựng một khu phức hợp ở Bethlehem, theo truyền thuyết là nơi sinh ra của Chúa Giêsu. Dự định sẽ xây dựng trường dạy nhạc, phòng tập thể hình, trung tâm thể thao và các văn phòng điều hành tại đây, nhằm làm sống lại những giá trị lịch sử của thành phố bờ Tây này. Tổng thống Vladimir Putin là người đưa ý tưởng xây dựng khu phức hợp này ra thực tế. Dự án này sẽ chính thức được khởi công trên con đường mang tên ông. Sau cuộc viếng thăm thành phố Bethlehem vào năm 2012, Tổng thống Putin đã được người dân ở Palestine ưu ái đặt tên cho một con đường ở đây. Trước đây, người Nga cũng đã xây dựng công trình tương tự ở thành phố này, bao gồm Viện Giáo hội Chính thống mang ý nghĩa lịch sử ở cả bờ Tây và Jerusalem. Tổng thống Putin đang cố gắng cân bằng lại mối quan hệ với các nước Ả Rập, trong đó có các vùng lãnh thổ Palestine. Phía Nga cũng bỏ phiếu công nhận chủ quyền quốc gia cho Palestine trong một đại hội của Liên Hiệp Quốc vào tháng 11. Dự kiến công trình phức hợp Bethlehem sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2014.